Rồi tươi. Ok. Khoan đứng đi, đi cho chụp kia. Cho chụp kia chứ nè. Rồi, đúng rồi. Mọi người nào là bắt là phải à, không, anh Huy rất là tốt, đối xử rất là tốt, nói chung là lo lắng chăm sóc anh cho mọi người rất là nhiều. Hả? Nãy giờ thì mọi người phỏng vấn các nghệ sĩ khác nói Huy không có trả tiền cát xê. Em nói công bằng đi Bi. Ủa, sự thật là vậy mà mọi người. Kiểu mà anh em gọi là không thân thiết quá rồi cho nên là nhờ vả là nhiều chứ không có hả, trả tiền gì hết á. Nói chung là cái MV này của anh Huy á nổ thôi. Đầu tư tiền tỷ mà ra không tới. Nhắm chừng Bibi nghĩ là chắc 15 triệu. Lỗ. Chắc là... Em à, nổ, em nói anh nổ á. Không, em đi bian cái khán giả người ta. Mọi người ơi tốn tiền rất nhiều nha. Nhớ chuyển khoản. Nhớ chuyển khoản. Có. Double. 200 tỷ. Wow. Hơi lỗ hả? Lỗ quá. Hơi lỗ nhưng mà thật sự là vậy mọi người. Tiền rất tốn rất là nhiều tại mọi người biết không? Thuê cả cái ekip bên Hollywood qua đây làm. Những cái kỹ xảo mọi người thấy trên MV sắp tới là toàn là Hollywood. Và những khách mời đặc biệt là mời từ nào là Đài Loan nè, rồi Hàn Quốc nè, rồi Singapore. Tất cả những cái dàn diễn viên trong đây là toàn là tên tuổi ngôi sao thế giới không à. Cho nên là cái số tiền mà 200 tỷ thì nó cũng không quá đâu. Mọi người nhớ đón xem MV của anh Ngô Kiến Huy nha, Truyền Thái Y. Nghe cái tên là thấy hấp dẫn rồi, nghe tên thấy bệnh trong người liền rồi. Anh chị Thu Giang tiếng lập thì nói là trả tiền lại cho để được tham gia MV này. Tại vì rất là mê Ngô Kiến Huy thì có đính chính một lời nào không ạ? Anh chị Thu Giang chiến lược nói rất là rõ luôn. Trời ơi, sao lại nói đúng như vậy chứ? Ê quên, không, thật ra thì BB bỏ tiền, nó bỏ tiền cũng hơi quá, thật ra là bỏ tình. Bỏ tình mới đúng mọi người à. Thì BB phải qua mấy đêm liền với anh Ngô Kiến Huy để bàn kịch bản á mà. Rồi nói chung là cũng... góp công trong đó cho nên là mới được một cái vai nhỏ nhỏ thôi. Mọi người xem mọi người phải tập trung thật là kỹ, không được coi như là rời màn hình một giây phút nào. Tại mọi người biết xong cái sự xuất hiện của BB rất là chớp nhoáng, nhiều khi mọi người quay qua cái quay lại mất tiêu liền, cho nên phải tập trung chú ý và phải nhớ là bấm dừng lại đi chụp tấm hình cho BB nha, tại vì rất là nhanh mọi người xuất hiện trong clip này á. Cho MV nghe nói là tới 500 mấy diễn viên lận. Cho nên là mọi người phải coi kỹ mới biết được là có diễn viên nào. Mỗi người xuất hiện chưa tới một giây mà. Nhưng mà hồi nãy Quang Trung cũng nói Quang Trung mới là người kề cạnh Ngô Kiến Huy mỗi đêm để mà động lực, động viên cho Ngô Kiến Huy. Thì bây giờ BB lại giành cái vị trí đó. Mọi người ơi, ngày mai mọi người sẽ không còn thấy Facebook của Quang Trung nữa. Và có thể là sẽ không còn thấy Quang Trung trong showbiz luôn. Cảm ơn mọi người. Thì ai là người xuất hiện nhiều nhất trong MV này? À, cái người mà xuất hiện nhiều nhất trong MV chắc chắn là Ngô Kiến Huy. Dạ. Cái MV của Hà là vẻ đẹp 4.0, rồi bây giờ là của Ngô Kiến Huy mà lâu quá không thấy ra cái MV parody nào của riêng mình hay là cái gì đó của mình chứ. Trời ơi, em chưa kịp thiệt á. Phải nói là trong tháng 8 thì BB rất là may mắn là có mặt trong cả ba cái MV. Cái MV thứ nhất là của chính mình là parody Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Cái thứ hai là của chị Hà là vẻ đẹp 4.0 và cái thứ ba là Truyền Thái Y của anh Ngô Kiến Huy. Thì phải nói là rồi đúng là tháng 8 là tháng của BB luôn mọi người, sinh nhật mà. Hoành tráng xuất hiện trong cả ba cái MV luôn. Thì bây giờ BB cũng đang ấp ủ một cái gọi là sắp tới sẽ có cái lớn hơn nhưng mà chưa bật mí được. Mỗi lần nói trước bước hôm qua mọi người, lần nào cũng khoe làm này làm kia, cuối cùng không làm được gì hết. Chúng ta trở lại với live stream. Dạ em cảm ơn. Vậy thì Jun Phạm xuất hiện với vai trò gì trong MV này? Mọi người ơi, nhắc tới anh Jun thì BB mới nghe được cái hung tin là anh Jun anh đang bị bệnh cho nên anh không tới đây được. Thì anh Jun cũng giống như BB thôi, cũng xuất hiện rất là chớp nhoáng. Hy vọng là mọi người sẽ bắt được những khoảnh khắc của các anh em xuất hiện trong MV. Mọi người biết sao không? Tại vì nhờ giả mọi người đâu có tốn tiền đâu mọi người. Cho nên là kiểu mà gom cho nhiều vô rồi cuối cùng mọi người có chút xíu à, sợ tốn tiền. Trời, phí quá nhiều mà sao không trả cát xê? Chỉ kinh phí đâu ra mà nhiều. Đây là kinh phí nhiều nhất từ trước giờ đó. Không tới đâu. Bữa nay nè là cái hộp báo tại đây mọi người biết không? Không gian rất đẹp, đồ ăn rất ngon. Nhưng mà mọi người biết không, anh Ngô Kiến Huy lợi dụng tên tuổi của mình để nhờ người ta tài trợ, không tốn một cắc.
đây là thông tin mật chỉ có mình BB biết thôi. Chị là đi rất là xa. Đó, bởi vì mọi người biết không, các anh chị nhà báo rất là tội nghiệp phải đi rất là xa xôi tới đây, chưa kể kẹt xe, kẹt đường này kia nữa. Lúc đó BB cũng thắc mắc là tại sao là tổ chức một nơi xa mà nó hơi hẻo lánh chút xíu, thì BB mới biết là không có tốn tiền, không tốn một cắc. Mọi người thấy ghê chưa? Vậy thì nếu mà truyền thái y thì BB nghĩ mình sẽ khám cái bệnh gì mà mọi Ngô Kiến Huy lại kêu đến đây để truyền thái y? Nghe tới truyền thái y thì mọi người chắc chắn là nghĩ tới những cái bệnh nan y. Còn BB thì nghĩ là chắc là mấy cái bệnh như là giang mai hay mấy cái bệnh như là dễ lây lan này kia đó, mấy bệnh truyền nhiễm này kia đó. Tại vì cứ mở miệng ra cứ truyền thái y, một bệnh chút xíu cũng truyền thái y. Nhưng mà trong MV này thì BB tới bây giờ vẫn chưa biết là cái nội dung nói về căn bệnh gì. Có thể là căn bệnh thế kỷ. Ôi, bây giờ chuẩn bị bắt đầu rồi, bây giờ mình vô nha. Một câu chính xác nha. Một câu cuối cùng. Mọi người, mấy anh chị nghệ sĩ khác thì gọi Ngô Kiến Huy là ca sĩ một hit. Thì bây giờ là BB Trần nghĩ rằng cái bài hát này có thể là đổi tên của Ngô Kiến Huy thành ca sĩ hai hit không? Ủa anh Huy có bài hit hả? Xin lỗi anh. Có chứ, anh Huy BB nghĩ là nhiều bài hit lắm. Hy vọng bài này cũng sẽ trở thành hit. Cảm ơn mọi người. Nhớ xem MV nha. Quá xuất sắc mọi người. MV mà đẹp, hình ảnh đẹp từ đầu tới cuối, đẹp từ bối cảnh, đẹp từ tới trang phục, rồi tất cả các diễn viên ai cũng đẹp, BB cũng đẹp. Anh Huy cũng đẹp, nói chung là ai cũng đẹp hết. Nhưng mà BB chỉ tiếc một điều thôi mọi người. Tại sao BB không phải là nữ chính? Đúng là một điều đáng tiếc đúng không? Nói chung là xem MV xong tự nhiên mình cảm giác rồi, cái không nghĩ là, ý là mình không nghĩ là những cái ngày mà mình đi quay, mọi người biết không, quay có khi á là BB biết cái được đó là mọi người quay tới 5-6 giờ sáng. Cái cảnh quay của BB là mọi người biết lúc đó là 5 giờ sáng rồi, mặt trời bắt đầu lên, ánh sáng bắt đầu vô, mà mọi người phải quay gấp rút cho xong, tại vì cảnh quay toàn bộ đa số là ban đêm không, cho nên là mọi người biết là cái giờ quay của BB bắt đầu quay là 1 giờ khuya mà quay tới 5-6 giờ sáng. Và lúc đó mình cũng không nghĩ là nó lên hình nó lại đẹp mà nó huyền bí như vậy. Phải nói là coi xong rất là thích từ cái ý tưởng, thích tới những cái hình ảnh, và nhất là cái giai điệu quá bắt tai. Và phải nói là cái hôm mà quay mình chưa nghe được hết bài, chỉ nghe được một đoạn thôi đã thích rồi. Hôm nay nghe cả bài càng thích hơn nữa. Và hy vọng là MV này sẽ là một MV mà hot trong tháng này, cũng như là sẽ là triệu view và vào top trending. Đang suy nghĩ coi có nên parody hay không, mà chắc chắn là đó, chắc chắn sẽ phải suy nghĩ ý tưởng là parody rồi đó, tại quá thích bài hát này. Cảm ơn.